Giờ đây, được làm công việc nhỏ nhặt như tưới nước cho những chậu cây cảnh hay thu gọn quần áo cho gia đình cũng là một niềm hạnh phúc đối với người đàn ông này. Sau một lần chết hụt, sự sống đối với anh trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Cách đây hơn một tháng, anh Hà mua 3 con cá nóc ở chợ Quảng Hà về ăn cùng vợ và con trai. Chỉ sau 15 phút, cả gia đình phải cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Tôi biết cá nóc có ngộ độc chứ. Mà dân ở đây thì cũng nhiều người biết chứ không biết đâu. Nhưng mà thấy nó vừa rẻ vừa ngon thì ai cũng mua cả. Ăn cá nóc, ai cũng biết là một chuyện thách thức thần chết. Nhưng ở cái đất nửa sơn cước, nửa vạn chai này, nó lại là chuyện hàng ngày. Như mớ rau còn cá. Cá nóc mà từ hôm mà có người say biển rồi đấy thì cũng ít, nói chung là cũng có thỉnh thoảng có người làm ra. May ra thì có 1-2 cân nó vậy, thậm chí là vài con vậy thôi. Ngoài cái chuyện thì đi câu về vẫn ăn được, nhưng mà không thấy nó say, nhưng mà từ hôm say nó cứ đảo điên rồi đấy, cái môi nó tê tê. Với người Hải Hà, các triệu chứng như tê lưỡi, tê môi, chân tay co giật, thậm chí là tim ngừng đập khi ăn cá nóc chỉ được gói lại trong một chiếc tay. Trong suy nghĩ đơn giản của họ, ngộ độc cá nóc chỉ nhẹ nhàng như say rượu hay say sắn. Rõ ràng, không phải là người dân Hải Hà không biết về nguy cơ ngộ độc do ăn cá nóc. Vấn đề ở đây là họ cố tình ăn vì cá nóc ngon, giá lại rẻ. Trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi tuyên truyền cho người dân đến tận cộng đồng, đặc biệt những vùng sâu, vùng xa, là không được sử dụng cá nóc làm thực phẩm. Ngộ độc cá nóc tưởng như chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng trên thực tế, không chỉ người dân Quảng Hà, Quảng Ninh chủ quan với món ăn chết người này, mà còn nhiều vùng biển khác trên cả nước, việc đánh bắt và ăn cá nóc vẫn xảy ra thường xuyên. Ra ngoài biển cả, biển khơi thì không chết vì sóng gió. Thế nhưng mà về trên biển thì lại chết vì những cái việc mà do sử dụng cá nóc. Vậy cái việc sử dụng cá nóc ở đây, theo chúng tôi đánh giá thì rõ ràng ở đây là người tiêu dùng đã quá tự tin vào cái việc kinh nghiệm của mình trong việc sử dụng các loại thực phẩm độc. Không chỉ là cá nóc, mất mạng do cố tình ăn nấm độc, cố tình uống rượu pha cồn, cố tình ăn thịt sống, gỏi cá cũng xảy ra thường xuyên. Từ trước đến nay, người ta chỉ cảnh giác với ngộ độc thực phẩm mỗi khi đi ăn hàng quán. Nhưng nghịch lý thay, thời gian gần đây, ngộ độc lại xảy ra chủ yếu trong chính bếp ăn gia đình, nơi tưởng như là an toàn nhất.